Ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần thứ tư. Những năm qua, ngành thủy sản luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế đất nước, bảo đảm công tác an sinh xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể vào sự phát triển của ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần thứ tư. Sau hơn 6 tháng phát động, với hơn 200 bộ hồ sơ đăng ký tham gia của các tập thể cá nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ban tổ chức đã chọn ra 81 tập thể cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành thủy sản Việt Nam thời gian qua để động viên khen thưởng. Trong đó, 13 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc nhất đã nhận được bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 5 doanh nghiệp tiêu biểu sẽ được đề nghị Chính phủ tặng bằng khen.